Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Thúy Ngân thả thính cực ngọt, fan rần rần gọi tên Trương Thế Vinh. Chuyện tình cảm của Thúy Ngân luôn nhận được khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Có thể nhiều fan đẩy thuyền nữ diễn viên cùng với Trương Thế Vinh. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thúy Ngân đã đăng tải loạt ảnh xinh đẹp kèm dòng trạng thái thả thính cực ngọt. Nữ diễn viên viết, hy vọng anh vẫn thương em dù em béo, chỉ mong anh vẫn theo em dù em bướng. Bài viết của Thúy Ngân, hình ảnh mới đăng tải của nữ diễn viên được nhiều người khen xinh đẹp và trẻ trung. Phía dưới phần bình luận, ngoài khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên, người hâm mộ cũng không quên gọi tên Trương Thế Vinh. Có thể nói Trương Thế Vinh và Thúy Ngân là cặp đôi được fan và bạn bè liên tục đẩy thuyền. Tuy cả hai chưa công khai chuyện tình cảm, nhưng lại thường xuyên đăng tải hình ảnh đi chơi, đi ăn cùng bạn bè và đều có mặt nhau, khiến fan rất vui và mong một ngày nào đó cả hai sẽ trở thành một đôi. Đây là bình luận của người hâm mộ. Chị có như thế nào thì em vẫn thương. Chị Ngân dễ thương yêu chị. Xinh lung linh như nàng thơ vậy chị ơi. Anh Trương Thế Vinh chắc chịu được mà chị. Thúy Ngân càng xinh đẹp, đó là những bình luận từ phía cư dân mạng. Thúy Ngân tên đầy đủ là Lê Huỳnh Thúy Ngân. Cô từng tham gia vào nhiều cuộc thi sắc đẹp và ghi dấu ấn bởi nhan sắc và tính cách thân thiện của mình. Cô cũng sở hữu nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, mà gần đây nhất là Gạo Nếp Gạo Tẻ đóng cùng Trung Dũng. Vai diễn đã đem về cho Thúy Ngân giải nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.